Rồi. Hello, xin chào tất cả mọi người. Thì hiện tại là Sam vừa hoàn thành xong cái ngày tập để chuẩn bị tất cả mọi thứ cho đêm nhạc ngày 6 tháng 8. Thì với cái đêm nhạc này thì thật sự là đối với Sam á, thì theo Sam nghĩ cũng không hẳn là một đêm nhạc, mà nó là cái đêm để chúng ta có thể gặp gỡ, gần gũi với nhau và ngồi sát nhau để có thể trò chuyện cùng nhau nè, rồi mình sẽ giải đáp những cái thắc mắc của quý vị cũng như là những cái thị phi ở cuộc sống của Sam. Vừa rồi đã có một số thị phi vừa xảy ra, cũng như là một số cái luồng ý kiến trái chiều của tất cả vị khán giả. Có người thì ý này, có người ý kia, và Sam thì Sam luôn chọn cách im lặng, nhưng mà Sam sẽ trả lời và sẽ trả lời bằng đêm nhạc của chính bản thân mình, và cũng như là Sam muốn khẳng định lại một lần nữa là mình sẽ cố gắng bằng sức trẻ mình tạo ra một cái màu sắc âm nhạc mới, và nó trẻ hóa đi, nó không có là những cái gì đó nó quá là cổ hủ, quá là xưa cổ. Mình muốn nó đổi mới và mình muốn nó ngày càng phải thăng hoa hơn, phải chill hơn, và nó mang một cái xu hướng mới để cho những thế hệ trẻ như Sang, như là các bạn nhỏ hơn, và có thể tiếp cận gần hơn với dòng nhạc Bolero quê hương. Tại vì dòng nhạc Bolero quê hương là một dòng nhạc mà phải nói là như một cái kho báu của làng nhạc, của làng nhạc Việt Nam chúng ta, nên là Sang muốn thổi hồn vào nó, thổi vào một cái làn gió mới để nó có nhiều màu sắc, cũng như nó có nhiều cái mới mẻ hơn để chúng ta có thể cảm nó hơn và gần gũi nó một lần hơn. Và từ hồi sáng giờ đã tập xong hết rồi, và bây giờ chỉ còn là chuẩn bị set up ghế, rồi sân khấu, mọi thứ để chuẩn bị chào đón tất cả quý vị khán giả. Thì hiện tại là vé online cũng như là vé trực tiếp tại sân khấu đã gần full hết rồi, thì chỉ còn bây giờ chỉ còn vé online thôi. Thì nếu mà còn quý vị nào chưa có thể đăng ký mua vé online á, thì hãy inbox qua fanpage của trường Sân Khấu Official, sẽ có chú Ác Nghiêm, là chú Phạm Thành Trung, chú Dài, như là bé Như Luân hay là chú Trung sẽ liên lạc với mọi người, tư vấn và hướng dẫn cách đặt vé như thế nào, chuyển khoản ra sao, và add group như thế nào. Thì hôm đó thì Sang sẽ livestream trên cái group kín của Sang đã tạo ra, thì mong mọi người sẽ nhấn tay lên để mà đặt được cái vé online và cùng thưởng thức một đêm nhạc với nhiều màu sắc mới, cũng như với nhiều câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Sang, cũng như là xoay quanh cái con vị quá của mình, và nhiều mẫu chuyện khác nữa mà Sang muốn gửi đặt tới vị. Và hẹn gặp quý vị vào ngày 6 tháng 8 tại phòng trà ship nha. Địa chỉ chính xác, địa chỉ chính thức ạ. Nhưng mà mọi người bây giờ Sang không nhớ rõ ở đây chính thức số 7 hoa ở đây, tôi cứ nhớ là số 7 hoa sữa. Đây cho đọc này, đây Google Maps là số 7 hoa sữa cũng được. Rồi khi mà đến ngay đó là sẽ ngay một cái góc ngã ba, là ngay cái quán cà phê á, người nhìn vào trong hẻm á, bên tay phải thấy chữ ship rất là to, thì mọi người lên tầng 6 nha. Còn địa chỉ tại đây luôn á, ở đây là Ship Lao lầu 6, tòa nhà Kala Spa, địa chỉ là 141/19A Nguyễn Công Hoan, phường 7, quận Phú Nhuận đó. Hoặc là mọi người dễ hơn nữa thì mọi người cứ tìm là số 7 hoa sữa, gặp ngay cái ngã ba quẹo trái là tới, là mọi người sẽ thấy ngay ship. Thì hôm đó là sẽ có bác bảo vệ mọi người set up, thì nếu mà chúng ta tới sẽ dễ dàng tìm được và để hướng dẫn gửi xe, sau đó là lên lầu 6 nha. Và cái không gian ngày hôm nay thì chưa có được bố trí xong đâu, nhưng mà hứa hẹn là sẽ có một cái đêm nhạc thật là ấm cúng, một không gian gần gũi và đem lại cho chúng ta cái cảm giác như là người thân trong gia đình, chúng ta gần gũi lại với nhau và không có gây cho một cái cảm giác nó xa lạ hay là nó quá trống trải. Cho nên là mọi người hãy yên tâm, tự tin lên và tới với đêm nhạc của Sang nha, và đến với những cái câu chuyện xoay quanh cuộc sống của Sang, cũng như là những cái câu chuyện của những cô chú anh chị khách mời. Và Sang cũng sẽ có những cái phần kết hợp mới, cũng như là sẽ đổi mới mình mỗi ngày, chứ không theo một cái khuôn khổ nào cả, cũng như là không có hát song ca với bất cứ một người nào mãi, và Sang sẽ đổi mới nhiều người nữa để Sang có thể tìm được cái sự đổi mới, cũng như là cái sự tiến bộ mình có thể học hỏi qua lại và mình trao đổi để ngày một tốt hơn. Ok, cảm ơn mọi người và hẹn gặp lại mọi người vào ngày 6 tháng 8 nha. Bởi vì mọi người vừa nói là nói nhỏ quá nghe không rõ, nên là nói nhỏ quá nghe không rõ, nên là Sang nói lại về cái thông tin mà mình sẽ bán vé online, offline này. Online là mình sẽ vào trong group và sẽ chỉ tất cả những cái những người xem ở trong group á.
thì mình có thể xem lại đi. Hiện tại á, là nói chung là những cô chú anh chị nào ở xa cũng như là ở những cái nước ngoài á, thì chưa có mua vé online được á, thì mọi người hãy search lên Facebook á, vào thanh công cụ tìm kiếm, mọi người search lên là cái trang fanpage Trường Sang Official, để mọi người inbox vào trong đó là tôi muốn mua vé online ngày 6 tháng 8 show của Trường Sang, thì sẽ có chú admin là chú Giai, rồi có Như Luân, rồi có chú Trâm, mọi người sẽ nhiệt tình hướng dẫn và chỉ cho chúng ta cụ thể cách đặt vé cũng như là thanh toán như thế nào và add group như thế nào. Tại vì đêm nhạc của Sang sẽ được livestream ở trong cái group kín do Sang tạo ra là Trường Sang Acoustic Show ngày 6 tháng 8. Thì mọi người vào đó thì vì có rất là nhiều người sẽ nghĩ rằng là sau khi mà show diễn ra thì sẽ được xem ở trên YouTube á, thì Trường Sang có thể nói rõ về cái điều này đúng không nhỉ? Dạ, chắc chắn là sẽ không phải như vậy đúng không? Dạ, chắc chắn là sẽ không phải như vậy rồi, sẽ không có liền đâu, sẽ phải một thời gian khá là lâu để chúng ta có thể xem lại. Tại vì Sang đang muốn nói chung là mình muốn tạo một cái không phải là mình sẽ không muốn tạo một cái thói quen cho mọi người là cứ chờ show xong thì sẽ up lên YouTube liền để có xem. Tại vì như vậy nó sẽ mất đi cái sự gần gũi, giống như là cái thí dụ như một người ca sĩ khi bước lên sân khấu á, mình nhìn xuống bên dưới có đông đủ tất cả mọi người, cái không gian nó đầy thì nó sẽ rất là ấm cúng, cũng như là cái cảm xúc, cái thăng hoa của người nghệ sĩ họ sẽ dâng cao lên và họ có thể hát hết mình với bài hát. Còn khi mà chúng ta đến một cái phòng trà mà nó vắng hoang thì nó sẽ mất đi cảm xúc rất là nhiều, cũng như là hát sẽ không có được hay hết sức có thể. Thì rất là mong quý vị khán giả sẽ yêu thương, họ sẽ ủng hộ và sẽ dành thời gian để đến với đêm nhạc của Sang, mua vé trực tiếp cũng như là vé online để có thể xem được một cái đêm nhạc mà chắc chắn đây sẽ là một cái đêm nhạc mà nó hoàn toàn khác với những đêm nhạc trước của Sang, và nó cũng là một cái đêm nhạc chắc là sẽ mới đó. Với thời điểm hiện tại thì nó là mới hoàn toàn, nó cũng không giống bất cứ một cái show nhạc nào hết. Cho nên là mong quý vị sẽ nhanh tay lên đặt vé online để có thể vào ép vào trong group kín, và ngày 6 tháng 8 vào lúc 20 giờ chúng ta sẽ gặp nhau trên livestream cũng như là tại phòng trà ship để thưởng thức đêm nhạc Trường Sang Acoustic nha. Tại vì những khách mời của Sang á, Sang không có công bố lên, tại vì Sang muốn thử sức bản thân mình để xem mình được quý vị khán giả yêu thương như thế nào và có ủng hộ mình nhiều hay không một lần luôn để mình thử lửa. Và nói chung là cũng hơi mạo hiểm nhưng mà cũng muốn, tại vì Sang muốn làm như vậy để mình nhận định được bản thân mình ở vị trí nào và mình phải cố gắng phấn đấu nhiều hơn nữa để quý vị có thể yêu thương mình nhiều hơn và có thể ngày càng ủng hộ cho những show diễn của mình tiếp theo. Thì hiện tại thì vé online thì rất còn rất là nhiều, tại vì cái group kín thì nó không giới hạn, cho nên là mọi người nếu ai chưa mua được vé online thì hãy nhanh tay lên nha. Còn vé trực tiếp thì hiện tại chỉ còn có mười mấy vé thôi, cho nên là mọi người tranh thủ liên hệ đặt vé qua số hotline trên poster cũng như là hoặc là inbox vào fanpage của Sang để được tư vấn, được mua vé và thanh toán những khoản như thế nào đó sẽ được tư vấn cụ thể. Còn bây giờ thì một đêm nhạc đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả mọi thứ rồi, chỉ chờ đến giờ và diễn thôi, và hẹn gặp lại quý vị vào ngày 6 tháng 8 nha. Học trò Mạnh Quỳnh phủ nhận chuyện lợi dụng tiền bạc của khán giả. Chiều ngày 26 tháng 7, quán quân solo cùng Bolero 2021 Trường Sang, học trò Mạnh Quỳnh đã trải lòng về tin đồn mâu thuẫn giữa gia đình mình và fan ruột tự xưng của Phi Nhung là Trung Thiện Nguyễn. Học trò Mạnh Quỳnh cho biết, giữa chú Trung Thiện Nguyễn và mẹ tôi là vấn đề của người lớn, tôi không chen chân vào vấn đề gì. Thời gian vừa qua, tôi có tham gia những chương trình nhớ Nhung và tôi không biết tại sao chú Trung Thiện Nguyễn cứ nói tôi lợi dụng fan để kiếm tiền. Theo Trường Sang thì từ năm 18 tuổi, anh chàng đã chuyển ra riêng và tự lo cho cuộc sống của mình nên đôi lúc cũng khó khăn. Khi ấy có một người hâm mộ lớn tuổi ở Mỹ liên lạc và ngỏ lời giúp anh thuê nhà ở. Ban đầu, anh từ chối vì không muốn nhận sự giúp đỡ nhưng cuối cùng cũng nghe lời cô đi tìm nhà. Sau một khoảng thời gian, Trường Sang mới liên lạc được lại với người hâm mộ đó. Khi ấy anh mới biết người hâm mộ bị mất điện thoại và tất cả thông tin trong điện thoại của nữ khán giả đều bị hacker lấy hết. Tuy nhiên, không biết vì lý do gì mà Trung Thiện Nguyễn có hết hình ảnh và thông tin những cuộc trò chuyện của mà Trường Sang và tung lên mạng, tố nam ca sĩ lừa gạt người hâm mộ để trục lợi cho bản thân. Trường Sang nhấn mạnh đây là sự việc của người lớn nên anh sẽ không nói thêm bất cứ điều gì nữa. Bên cạnh đó, nam ca sĩ cũng khẳng định bản thân sẽ không thư kiện người đã mang đến thông tin bất lợi cho mình vì muốn sự việc được kết thúc.